Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng khi chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng yếu hơn so với dự báo của Mỹ đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9. Tỷ giá đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ cùng giảm giúp giá vàng có thêm động lực để bứt phá. Ở trong nước, giá vàng miếng có động thái tăng sau hơn một tháng im lặng. Trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 tiếp tục tăng mạnh vượt xa mốc 77 triệu đồng một lượng và cao hơn vàng miếng SJC. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 3 triệu 500 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3 triệu 100 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 74 triệu 980 cho đến 76 triệu 200 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 75 triệu 900 nghìn đồng một lượng và 77 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 75 triệu 480 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 75 triệu 480 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại SJC 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 74 triệu 980 nghìn đồng một lượng và 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 74 triệu 980 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 75 triệu 480 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 75 triệu 480 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại PNG 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 75 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 76 triệu 200 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 75 triệu 480 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua, hiện đang niêm yết mức giá từ 29 triệu 366 nghìn đồng một lượng đến 75 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 31 triệu 866 nghìn đồng một lượng đến 76 triệu 650 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen.
Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã tăng gần 2% trong phiên ngày hôm thứ Năm lên mức cao nhất trong 6 tuần và trở lại trên mức 2.400 đô la Mỹ một ounce khi báo cáo lạm phát mới nhất tiếp tục củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn so với dự kiến. Đây là mức đóng cửa cao nhất của giá vàng giao ngay kể từ tháng 5, được thiết lập nhờ động lực kết hợp từ triển vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, đồng đô la Mỹ tụt giá và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ giảm mạnh. Theo báo cáo từ Bộ Lao động của Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần tháng 6 giảm 0,1% so với tháng 5 và tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn các mức dự báo tương ứng là tăng 0,1% và tăng 3,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. CPI lõi tăng 3,3% theo cơ sở hàng năm cũng là mức tăng thấp hơn so với dự báo. Sau khi báo cáo này được công bố, các nhà giao dịch đặt cược khả năng gần 90% Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất cho cuộc họp tháng 9 tới. Trước báo cáo CPI, đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 9 chỉ ở mức khoảng 70%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,5%, còn dưới mức 104,4 điểm, thấp nhất trong vòng 1 tháng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tụt 7,4 điểm cơ bản xuống dưới mức 4,2%, thấp nhất kể từ giữa tháng 3. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên triển vọng Fed cắt giảm lãi suất và lãi suất trái phiếu giảm đều có lợi cho giá vàng. Ngoài ra, vàng được định giá bằng đồng đô la nên đồng bạc xanh mất giá cũng thúc đẩy giá vàng tăng lên. Nhà giao dịch kim loại quý độc lập ông Tai Gong ở New York nói với hãng tin Reuters, giá vàng vượt qua mức 2.400 đô la Mỹ khi chỉ số CPI thân thiện gần như củng cố chắc chắn khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Các nhà đầu cơ giá lên có thể sẽ đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới ngay trong tuần tới. Kỷ lục của giá vàng giao ngay hiện tại là ở mức 2.450 đô la Mỹ thiết lập vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Ngoài dấu hiệu hạ lãi suất từ dữ liệu lạm phát của Mỹ, Chủ tịch Fed ông Powell trong hai phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ tuần này cũng đã phát đi tín hiệu rằng ngân hàng trung ương này đang tiến gần hơn tới chỗ khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Chuyên gia phân tích ông Jonah O'Connell của StoneX cho rằng phát biểu của ông Powell đã đưa ra một tín hiệu lạc quan về việc cắt giảm lãi suất sớm hơn so với dự kiến và điều này đã hỗ trợ cho giá vàng. Theo nhà phân tích cấp cao ông Jim Wyckoff của trang Kiko Metal, các nhà đầu cơ giá lên hợp đồng vàng tháng 8 đang nắm giữ ưu thế trong ngắn hạn và đã trở nên mạnh mẽ hơn sau phiên tăng ngày hôm thứ Năm. Ông cho rằng các nhà đầu cơ giá lên đang nhắm mục tiêu đưa giá vàng giao tháng 8 vượt ngưỡng kháng cự mạnh là mức cao hơn của hợp đồng này trong tháng 5 là 2.477 đô la Mỹ. Ngược lại, các nhà đầu cơ giá xuống đang có mục tiêu đẩy giá vàng xuống dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh là mức thấp của tháng 6 là 2.304,2 đô la Mỹ một ounce. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.